Có phải con đang chơi với anh sao? Đóng cửa lại làm gì? Hả? Đứng đấy làm gì? Con nói mẹ nghe coi, con muốn gì? Hả? Con muốn gì thì con nói cho mẹ nghe đi, mà con cứ lùng quanh đấy làm gì? Hả? Nói cho mẹ nghe đi, muốn gì? Ăn cơm thì ăn cơm mà sao cứ chạy lùng quanh vậy hả? Thôi ăn cơm thôi, cho em bảo ăn cơm thôi. Thôi nhanh ăn cơm thôi. Hôm nay mình xem mày ăn gì.